Chiều mùng 5 tháng 12, liên quan tới đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô giáo của trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngất xỉu khi bị nhóm học sinh lăng mạ ném đồ vật vào người. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã có báo cáo về vụ việc gây bức xúc dư luận này. Qua kiểm tra xác minh, cơ quan chức năng huyện Sơn Dương làm rõ khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 tại trường trung học cơ sở Văn Phú, vào giờ học tiết 3 môn âm nhạc ở lớp 7C do giáo viên FTH trực tiếp giảng dạy. Khi đến giờ vào lớp, có một số học sinh vẫn ở ngoài chưa vào lớp học nên cô H đã nhắc nhở thì có một vài học sinh phản ứng. Khi tiết học bắt đầu thì có một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô H không đồng ý và sau đó giữa giáo viên và học sinh có những khúc mắc trong giờ học. Sau giờ dạy tiết 3 của lớp 7C, cô H sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Sau tiết học, một số em học sinh lớp 7C đã sang lớp 6A tiếp tục có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô giáo H như nói tục, hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Trước sự việc này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Phòng Giáo dục Đào tạo, Công an huyện Sơn Dương và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu trường trung học cơ sở Văn Phú kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời, trường trung học cơ sở Văn Phú đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C, 6A để tuyên truyền đến các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường, giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc như trên. Yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo quy định.